Hôm nay chúng tôi sẽ review các bạn cách mài dao siêu sắc của nghệ nhân mài dao Đỗ Ngoại Giao. Đây, cho các bạn. Đấy. Cái thế tay cầm, các bạn phải để ý cái thế cầm dao. Đấy. Lướt nhẹ trên hòn đá. Đấy. Đấy, mài dao. Thế mài. Không nghe được thoạt nó khác. Bảo khán giả vậy. Nói vừa mai vừa nói. Mà giờ không nghe được cái độ hồn xịt xịt nó là bây giờ đến giờ test dao. Bỏ qua chuối đây. Quay qua chuối đi. Đây, xong chúng tôi sẽ test dao, tức là sẽ thái hoa chuối. Rồi, để bàn để thái này. Quay cái này, đây là lộ. Đấy, chúng tôi hôm nay sẽ vừa thứ nhất là có 3 việc. Nhất là kỹ thuật mài dao. Thứ hai là tép dao để thái hoa chuối, để làm món nộm hoa chuối tép đồng. Đấy, tép xong rồi. Tươi đỏ rầu luôn. Tép xong, chúng tôi sẽ luộc qua để làm món nộm hoa chuối. Trước khi để mà chuẩn bị cho công tác thái hoa chuối, để cho cái hoa chuối nó không bị thâm, để nó có màu trắng, thì chúng ta sẽ cho một ít mẻ vào nước và khoáng đều cho mẻ nó tan ra. Đây, bắt đầu chúng tôi thái hoa chuối. Đấy, thưa các bạn, dao lướt nhẹ. Các bạn cảm tưởng miếng hoa chuối nhỏ như là chanh thái chỉ, hay còn gọi là thuốc lào ấy. Chẳng lòng ta sẽ vớt. Mất rồi kìa. Chương trình vớt tép. Nói làm béo này đúng không? Uống rượu làm béo rồi đúng không? Thế thì kể cả ông có khỏe rồi. Chưa? Tạm dừng. Chưa, tạm dừng, vẫn đang quay. À, vẫn đang quay à? Đây là ông dao vlog. Dao chó. Xin chào. Quay dao chó. Đây, xin chào đây. Hello. Đấy, dao đấy. À, đây là quay của dao à? À, đang quay thật à? Ừ. Đang quay thật vừa. Chưa thằng ăn nộm nhé. Vâng, em chưa gì. Đấy.
Gì? Đây, cơ các bạn. Đâu em đi qua cái xương đấy. Chiều nay em đi qua cái xương đấy đắm. À không không qua, em đi qua đám cưới tại Thủy. Chỉ cần về thì có thì được cả. Tép đầu. Đấy giờ vậy. Ăn cơm chưa xong rồi? Ăn. Đám đầu đi chiều. Về nhà để xu cái ấy, xu cái nhà để được tới thì công việc. Quay ít ít thôi, họ còn xem hết video quay nhiều là họ. Không mấy phút rồi. Tí phải lên hình. Tí phải lên hình tiến độ đúng không? Có chứ. Xong rồi tạm dừng lại một tí. Tép là vừa sáng ngày nhặt được của bà đi chợ đánh rơi, sáng đi tập thể dục nhá. Còn hoa chuối thì bẹt chảy trộm thằng nhà bên cạnh. Nhặt được bó tép nó rơi đường hơi cát nhưng mà đãi sạch rồi. Em cứ yên tâm ăn. Còn gì ăn luôn anh? Mình ăn gì ăn? Bún ăn gì nhỉ? Bún chó. Có anh. Em về nhà ngồi chơi em. Ngoài được khoáng này. Trong nhà cũng được. Nhà nó bụi. Ở đây ngoài cũng được.